Xin chào các bạn, tên mình là Hanna Ái Hanh Trần, khoa học gia về khoa học xét nghiệm phục vụ, đã phục vụ khoa học xét nghiệm 32 năm và từ chức năm 2013 với cái chức vụ giám đốc. Từ chức năm 2013 để đi theo đuổi cái đam mê của mình là khoa học của công ty Pharmanex New Skin. Thì hôm nay mình sẽ, cái đề tài nói chuyện của mình là về eczema là tiếng Mỹ, còn chàm là tiếng Việt Nam. Thì cái chủ trương của mình đó là sẽ hỗ trợ quý vị nào về phương pháp thiên nhiên để có thể hết được bệnh chàm, tại vì cái bệnh này là một cái bệnh vô cùng đau khổ nếu mà người nào mắc phải, tại vì thật sự nó không chữa được quý vị. Bệnh này không chữa được theo minh chứng y khoa, nhưng mình có thể điều khiển được nó và có thể sống một cuộc sống bình thường nếu mình biết cách ăn uống đúng và mình dùng thực phẩm bổ sung đúng và mình tránh những cái gì mà mình cần phải tránh để mà cuộc sống mình có thể bình thường dù cho mình đã bị mắc bệnh này, quý vị nhá. Và bây giờ eczema là tiếng Mỹ thì mình gọi là chàm, khi mình sau cái từ này đó thì mình nói chàm, tức là quý vị, mình hy vọng cái tiếng chàm họ dịch là đúng nhá, nhưng mà cái đề tài hôm nay là mình nói về eczema quý vị nha. Thì chàm đó hay là eczema đó còn được gọi là cái viêm về da, tức là những cái thuật ngữ, nó thực sự nó là một thuật ngữ cho các loại sưng da. Hầu hết các cái bệnh chàm đó đều dẫn đến cái đều là bị khô da, ngứa da, rồi cũng như cuối cùng thì phát cái ban đỏ. Cái màu đỏ nó gọi là ban đỏ, ở trên mặt là một, bàn tay, bàn chân, bên trong khuỷu tay và phía sau đầu gối ha. Mà nếu mà cái người bệnh đó, hoặc là nếu mà người bị đó, họ làm xước da thì sẽ bị ảnh hưởng và nó dẫn đến cái sự đỏ và đến sưng và ngứa nhiều hơn. Họ không quý vị ha. Thì bây giờ mình muốn lưu ý quý vị đó, một cái bệnh khác ngoài kia đó mà người ta gọi là vẩy nến đó, tiếng Anh gọi là psoriasis. Thì nó cũng giống, nó hơi bị lầm lẫn là bệnh chàm á, thành ra quý vị phải coi chừng ha. Thì là bên trong bài này mình chỉ nói về chàm thôi, nhưng mà cái bệnh vẩy nến á, thì mình nhắc sơ nó hơi khác một tí, là tại vì nó là một cái tình trạng kích thích sự tích tụ nhanh chóng của các tế bào trên da và thường xảy ra rất là nhanh chóng, chỉ trong vòng vài ngày thay vì tuần hoặc là tháng như là bệnh chàm. Và do đó sự hiện diện của các tế bào da phụ và các mảng khô rất đỏ và đau đớn, và gồm có cả những cái lớp da mà rất là dày, phát triển dần dần dày dần lên, thì cái đó là psoriasis, và hay là tiếng Việt Nam gọi là bệnh vẩy nến. Nhưng mà hôm nếu mà psoriasis nó là một cái đề tài khác, hôm khác mình nói, hôm nay mình tập trung nói về bệnh chàm mà thôi quý vị ha. Thì là có nhiều điều kiện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của da và làm cho rối loạn, làm cho da bị rối loạn, bị đỏ, ngứa và có vẩy và đưa đến bệnh chàm quý vị. Thì bây giờ nói về da đó, thì da đó là nó có tác dụng, công dụng của chức năng của da đó là nó giữ cái chất lỏng vô trong người của mình để giữ cho mình được ẩm ướt, được mịn ha. Và ngoài ra nó còn ngăn ngừa vi khuẩn để mà không có cho vi khuẩn nhập vô cơ thể của mình. Và cái thứ ba đó, chức năng thứ ba của da đó là nó cân bằng nhiệt độ của cơ thể mình. Và ngoài chức năng thứ tư nữa đó là thậm chí là nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái sự sản xuất vitamin D từ cái sự phơi nắng của mình. Và vì vậy da là một cái cơ quan mà quan trọng nhất trong cơ thể của mình quý vị nha. Thành ra coi như mình cũng khá không may mắn nếu mà mình bị bệnh chàm quý vị nha. Ok, thì nếu mà thật sự đó, cái bệnh chàm nó thông dụng hơn là các bạn tưởng tượng. Các bạn cứ ngồi nghĩ đi, chung quanh mình, trong bạn bè mình thế nào cũng có một vài người bị chàm quý vị. Đặc biệt là nếu mà bị từ con nít thì rất là... Xin lỗi quý vị ha, mình bị hơi khựng một tí là có cú gọi vô rồi. Bây giờ đó, nhưng mà thật ra không may đó quý vị, là ngày nay đó, cái bệnh chàm phổ biến hơn so với trước đây. Và các nhà khoa học đã tin tưởng rằng điều này là do sự kết hợp trực tiếp giữa tình trạng sức khỏe của cái người bệnh và trong gia đình với nhau, tức là cái cách giữ gìn sức khỏe, cái điều kiện giữ gìn sức khỏe không có được có ý thức ha. Thành ra cái đó là lý do tại sao bệnh chàm bây giờ nó phổ biến hơn ngày xưa ha. Thì bệnh chàm về da đó thường xuất hiện trong 6 tháng đầu của em bé cho tới sau 5 tuổi thọ của em bé. Thì trẻ sơ sinh đó mà có chàm đó, thì nó thường phát triển ở trên mặt và thường ảnh hưởng đến má và cằm quý vị ha. Thì tuy nhiên nó cũng có thể xuất hiện ở trên bất kỳ phần nào của cơ thể, và các triệu chứng có thể khác nhau trong các trẻ em, từng trẻ em một, không có giống nhau nha quý vị. Thì trong hầu hết các trường hợp đó, là các triệu chứng sẽ biến mất khi mà các trẻ lớn lên, nhưng có một số trẻ vẫn bị tiếp tục cái bệnh này khi mà họ trưởng thành, khi em bé trưởng thành. Tuy nhiên người lớn cũng có thể phát triển tình trạng bệnh chàm đó, cũng có thể phát triển một cách đột ngột nha quý vị. Thì nếu mà mình nghĩ á, mình nghĩ là cái bệnh chàm là nếu mình bị chàm đó, thì mình cũng không có đơn độc đâu ha.
là tại vì hơn 30 triệu người Mỹ á, hiện nay đang bị rối loạn về da như thế này. Thì cái Hiệp hội Bệnh chàm Quốc gia đó, thì họ đã nói rằng đó là ít nhất, họ minh chứng lâm sàng rằng đó ít nhất 17,8 triệu người trên thế giới, trong đó cái số những người đó là đã và đang bị bệnh chàm từ cái mật độ trung bình cho đến nặng rồi, quý vị. Trong hơn 30 triệu bị chàm đó, thì cái chàm mà bị từ trung bình đến nặng nó là 17,8 triệu người ha quý vị ha. Rồi thì bây giờ mình sang một cái đề tài là nói cho các bạn đó là chàm nó có nhiều 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 loại khác nhau, hình như là có 7 thứ thì phải. Vâng, có 7 thứ chàm khác nhau là chính đó nha, còn ngoài những thứ khác nữa thì mình nó không có thông dụng á, thì mình không có nói ra ở đây tại vì thời gian rất là giới hạn ha quý vị ha. Thì cái loại đầu tiên mà mình nói đó là viêm da dị ứng, thì tiếng Anh nó gọi là atopic dermatitis, thì tiếng Việt Nam mình gọi là viêm da dị ứng. Thì cái danh từ á, cái từ ngữ dị ứng có nghĩa là khuynh hướng của nó là di truyền và cho nên nó phát triển ra bệnh chàm ha. Thì nó đi song song với hen suyễn, những em bé bị hen, những cái người đó cũng đồng thời bị hen suyễn và bị đôi khi bị sốt về cái bệnh vì bị cái bệnh này. Thì đây là cái dạng bệnh chàm mà phổ biến nhất và ảnh hưởng từ 9 cho tới 30% dân số con người ha. Thì cái viêm da dị ứng này thường bắt đầu ở trong thời thơ ấu, thường là trong 6 tháng đầu đời, và các triệu chứng của nó gồm như là da khô, có vẩy, đỏ, ngứa và phát triển ban đỏ ở trên má, cánh tay, chân và các vết nứt đằng đằng sau tai. Quý vị, cái đó là số 1 là viêm da dị ứng. Cái số 2 tiếng Anh gọi là contact dermatitis, gọi là viêm da tiếp xúc. Thì đây là các loại bệnh chàm mà xảy ra khi da tiếp xúc với các chất kích thích tố, các chất kích thích như là các cái chất mà gây dị ứng, làm cho dẫn đến đỏ và viêm và ngứa hoặc là kể cả đau nữa quý vị. Thì có hai loại viêm da mà thuộc loại tiếp xúc, thì là một loại đó nó gọi là kích thích, rồi sau đó nó bị dị ứng, phải không? Kích ứng và dị ứng quý vị ha. Thì các tác nhân mà gây ra kích ứng á, thì thường gặp của viêm da đó là các dung dịch mà có hóa chất chẳng hạn, rồi chất tẩy rửa sơn chẳng hạn, rồi chẳng hạn như là sơn luôn, rồi thuốc trừ sâu, thuốc tẩy và kể cả khói, thì cái đó là các chất mà kích ứng làm cho mình bị chàm ha. Còn mặt khác nữa đó thì viêm da dị ứng á, tức là contact dermatitis á, thì còn được gọi là dị ứng eczema mà nhá. Thì nó có thể được kích hoạt bằng thuốc kháng sinh tại chỗ, tức là mình bôi một cái số thuốc kháng sinh nào ở trên da mình á, thì nó cũng làm cho dị ứng mà nó tạo thành eczema mà. Rồi ngoài ra nó có thể là do vải, một cái thứ những cái vải mình mặc, người ta trong cái process vải mà người ta có một số người mà vải mà có chất polyester hay là có chất nylon mặc lên cũng bị dị ứng, thành ra mình phải coi chừng ha. Thành ra em bé nhiều khi mình mặc những cái hợp chất vải nó là không phải là cotton á, thì là em bé có bị dị ứng thì mình phải coi chừng về cái vấn đề đó. Đại khái thí dụ là như vậy, là do vải hoặc là IV, tức là trong trong một số người gặp IV là cũng bị chàm luôn quý vị ha. Thì cái đó là do những chất viêm da tiếp xúc mà tạo ra kích ứng và dị ứng. Rồi cái loại thứ ba của eczema đó quý vị gọi là dihidrotic eczema. Thì cái chữ dihidrotic á, nó không có dịch ra tiếng Việt được, nhưng mà quý vị có thể nghĩ ra những người nào mà bị những cái mụn nước nhỏ, ok, trong cạnh ngón tay nè, rồi cạnh ngón chân nè, lòng bàn tay nè, lòng bàn chân nè, thì đó là một cái loại chàm mà gọi là dihidrotic eczema ha. Thì nó được đặc trưng bởi các mụn nước, và đó là những cái mụn nhỏ đầy dịch ở trong đó, và nó khi nó bị bể ra, nó tạo cho mình bị cái triệu chứng như là ngứa đỏ khi mà nó bị bong ra, và sau đó nó đau và nó nứt, ngay cả nó có vẩy nữa quý vị ha. Thì cái đó là loại thứ ba của dihidrotic eczema, tức là những cái mụn nước nhỏ mà trong đó quý vị. Rồi cái loại thứ tư á, nó gọi là nummular eczema, là tiếng Anh á, tiếng Mỹ đó, còn tiếng Việt nó có thể tiếng Mỹ thứ hai nó gọi là discoid eczema, tức là những cái dạng hình cái đĩa quý vị. Discoid tức là hình cái đĩa, thì cái dạng này đó có thể xảy ra mọi lứa tuổi và nó rất là khó điều trị và hơn các cái ba ba cái loại trên, và nó xuất hiện với cái hình thức khác, như là nếu mà bị bệnh tình trạng này á, thì bạn sẽ có những cái đốm hình đồng xu trên 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 người bạn, và bởi vậy nó mới gọi là discoid, là vì vậy. Đó là những cái chàm mà có những cái đốm hình đồng xu, đồng tiền đó quý vị, và nó có thể là rất là ngứa, và có thể bạn có thể bị khô,
rồi có thể bị vẩy da và ướt, và nó mở ra thành vết loét, thành ra nó bị nhiễm chủng, nhiễm khuẩn là vì vậy quý vị ha. Rồi bây giờ mình nói sang cái loại thứ năm, thì nó gọi là tiếng Anh nó gọi là stasis dermatitis, thì tiếng Việt Nam mình dịch là viêm da mà ứ ha, ứ viêm da cũng như nhau. Thì đây là tình trạng mà da thường bị ảnh hưởng đến những người không có di động nhiều. Những người không có di động nhiều là những người thường xảy ra cho những người trên 50 và những người không di động nhiều quý vị ha. Và xảy ra ở cái chân nhá, ở cái phần dưới của cái chân mình, thì cái nguy cơ cao nhất để xảy ra, để phát triển cái viêm da ứ động á, là mình lớn tuổi hơn là 1, mình không di động nhiều là 2. Và thường thường á, nó xảy ra xung quanh ở mắt cá chân nè, rồi nó bị đỏ nè, rồi nó mở rộng từ ra, tức là cái viêm da nó cứ mở rộng từ ra từ cái chỗ mà nó xảy ra ở điểm đầu, và nó bị ngứa rồi nó còn bị đau nữa quý vị. Và trong trường hợp nặng hơn đó thì nó sẽ bị rỉ, tức là cái viêm nó sẽ bị rỉ ra, nó bị vỡ ra và nó bị nứt và bị loét vô trong da của mình, và nó làm cho nó phát triển thành như vậy và dẫn đến từ từ dẫn đến nhiễm trùng quý vị. Thì cái đó gọi là viêm da ứ, hay là tiếng Anh gọi là stasis dermatitis quý vị ha. Rồi cái loại thứ sáu đó, cái loại này rất là khó chịu nhá, nó gọi là seborrheic eczema, thì tiếng Việt dịch là tiết bã nhờn, eczema. Thì nếu cái đây là trường hợp mà nếu mà cái người bệnh đó bị có vẩy da trên đầu nè, trên tóc nè, lông mày nè, trên râu mép của họ nè, thì đó là mình đang bị viêm da tiết bã ha. Thì nó còn thường được gọi là gầu nữa quý vị ha, và nó làm cho da rơi ra thành từng mảng, thì cái này khá thông dụng quý ha. Và một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là da khô, và đây là thường là dấu hiệu của những người không có đầy đủ omega 3, omega 3 đó quý vị. Thì do đó nó cũng được cho là có liên quan đến sự, và đồng thời nó cũng được cho là có liên quan đến sự phát triển quá mức của một cái loại men gọi là Malassezia globosa, là một cái loại tìm thấy trong cái bài tiết của da đầu mình ha. Thành ra những bạn mà có gầu mà gầu nặng á, thì có thể các bạn bị tiết bã nhờn á, eczema đó quý vị ha. Rồi loại thứ bảy đó, nó gọi là neurodermatitis, thì neuro là thuộc về thần kinh đó quý vị ha, còn dermatitis là chàm. Thì cái neurodermatitis này đó là nó bắt đầu với một cái bảng vá của một cái da ngứa mà trở nên ngứa hơn khi mà bạn mà mình càng gãi nó. Thì cái chu trình ngứa này nó làm cho xước da ra và làm cho da của mình từ từ xước ra và trở nên dày ra. Cái da của cái phần đó nó cứ bị dày ra và nó có thể làm cho mình bị phát triển những cái mảng thô ráp mà có màu đỏ, hoặc là đậm hơn, cái da bên ngoài đậm hơn, càng ra bên ngoài càng đậm hơn, ở bên trong màu đỏ mà cứ ra bên ngoài là đậm dần. Thì nó thường thường nó phát triển ở cổ nè ha, rồi cổ tay nè, rồi chân nè, đùi hoặc mắt cá chân quý vị. Thì điều quan chất thì đó là bảy cái loại mà chàm mà mình vừa mới trình bày với quý vị. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là gì quý vị, là mình phải biết cái loại chàm nào mà mình có. Thành ra do đó mình phải đi bác sĩ để bác sĩ định bệnh cho mình là mình bị loại nào, là bởi vì cái vấn đề là mình phải biết loại nào mà nào mình có để mà mình giúp xác định cách điều trị tốt nhất theo cái phương pháp thiên nhiên cho tình trạng của mình. Và quan trọng hơn nữa đó là điều này sẽ cho phép mình được xác định cái trình độ kích hoạt của mình để mà mình quản lý các triệu chứng để mà đưa đến sự thành công quý vị nhá. Thì nếu mà mình bị bệnh chàm đó thì đừng có chờ cho nó tự giải quyết, vì các biến chứng rất là nghiêm trọng và có thể phát triển, chẳng hạn như là cái sự phát triển nó đưa đến tình trạng là nhiễm virus, nhiễm vi khuẩn rất là nặng và có khả năng gây chết người quý vị ha. Thì đó là đây chỉ là một trong những lý do mà mình cần phải đưa ra cái hiệu quả kế hoạch điều trị và quản lý cho tình trạng của mình quý vị nhé. Mình xin lỗi. Mình có bị cắt không quý vị? Hello. Mình có đang ok không các bạn? Các bạn cho số 1 nữa mình ok, thành ra theo như cái ok. Mình còn đang ok không quý vị? Tại vì theo như cái tình trạng monitor của mình hình như mình đang có vấn đề. Số 1. Ô, Ngọc Nguyễn, số 1 cảm ơn cháu. Rồi cô tiếp tục, tại vì cái monitor trên cái computer của cô nó cho cô biết cô đang có vấn đề. Rồi, bây giờ có cách chữa bệnh eczema hay không quý vị? Mặc dù không có cách chữa bệnh chàm, nhưng mà trong hầu hết các trường hợp nó có thể kiểm soát được.
Thì mình xin cho quý vị biết là cái tài liệu này mình đọc trên Dr. Joseph McCullough với lại cái website gọi là webmd.org của Mỹ nha quý vị ha. Thì nhân tiện mình cho các bạn biết là mình lấy tài liệu ở đâu ra, để các bạn nào mà đọc được tiếng Anh thì lên đó tra tra nghiên cứu thêm nếu các bạn muốn biết thêm nhá. Thì ngay cả khi mà mình rối loạn với cái da mạn tính là chàm này á, thì mình vẫn có thể khỏe mạnh và giữ cho các triệu chứng của mình được kiểm soát nhá. Và thậm chí đó, mình có thể, những người mà có một số người bị chàm rồi đó, thậm chí có thể đi vài tháng hoặc là nhiều năm mà không bị chàm da nếu mà mình không để ý ha. Thành ra mình, do đó mình phải tìm hiểu về cái bệnh, phải có kiến thức về cái bệnh này và để tránh né bệnh chàm một cách có ý thức, tức là phòng ngừa đó quý vị ha. Thì mình nên tìm hiểu làm thế nào để kiểm soát, nếu mình bị rồi đó thì mình phải tìm hiểu làm cách nào để kiểm soát cái sự bùng phát của nó, và do đó mình có thể ngăn ngừa các biến chứng xảy ra như là nhiễm khuẩn và có thể đưa đến tình trạng chết đó quý vị, hoặc là nặng hơn nhé. Ok, thì theo cái cách trường điều trị thông thường, tức là Tây học đó, thì người ta dùng cái gì quý vị? Người ta dùng corticosteroid bôi ngoài da, và hoặc là người ta dùng một cái chất khác gọi là calcineurin, nói tắt là TCI, tiếng tiếng Việt là TCI, tiếng Anh là TCI. Ok, và ngoài ra có một vài thứ thuốc uống nữa. Ha, tuy nhiên những cái loại thuốc này có thể có nhiều tác dụng phụ quý vị ha. Thì chẳng hạn như là cái steroid bôi ngoài da đó, đã được cảnh báo rằng đó, những loại thuốc này có thể gây ra nhiều tác dụng phụ như là làm mỏng da nè, đổi màu nè, và tăng trưởng tóc một cách không mong muốn ha. Còn một số steroid đó lại thậm chí có thể tiếp cận được, thấm vô dòng máu của mình và gây ra tác dụng phụ rất là tai hại, đặc biệt hay xảy ra cho trẻ em đó quý vị. Còn một cái loại bôi ngoài da khác, nó làm corticosteroid đó. Corticosteroid thì được phổ biến nhất trong cái phương pháp Tây học để trị đó. Hả, thì nó cũng đồng thời nó làm mỏng da và nó làm nang lông bị viêm nhá. Rồi nó làm vết rạn trên da và thậm chí có thể làm cho bị nhiễm trùng nặng hơn nhá. Thành ra những cái steroid và những corticosteroid theo cái phương pháp một bôi ngoài da thông thường thuốc Tây đó, thật sự nó không có giúp cho mình đâu ha. Thì bây giờ đó, đó là lý do tại sao mà phương pháp điều trị tự nhiên hiệu quả mà không có tác dụng phụ và được khuyến khích bởi Dr. Joseph Mercola và một số các doctor khác Tây y, nhưng mà họ đã tìm hiểu về về phương pháp thiên nhiên và họ cũng đã khuyến khích hết quý vị ha. Chẳng hạn như là những một cái nghiên cứu mà được công bố trên tạp chí da liễu của bên Anh đó, cho thấy rằng cái chế độ ăn giàu chất béo omega 3 có thể giúp cho những người bị bệnh chàm giảm mức độ nghiêm, giảm mức độ serious đó, tức là bị nặng hơn ha, của các triệu chứng của họ. Thì cái này tin mừng cho mình nha quý vị, tại vì công ty Pharmanex New Skin có bán omega 3, có thể bán trong từng chai một, nhưng mà tí nữa mình nói sâu về sản phẩm sau, nhưng mà Life Nano có omega 3 ở trong hai cái viên đỏ này quý vị nha. Và omega 3 đồng thời cũng có trong sản phẩm Eloque Youth ở bên Mỹ, ở bên Việt Nam hoặc là các nước Âu Châu mình gọi là Eloque Lifespan. Thì omega 3 ở trên Life Nano và Youth. Ok, thì mình nói tới đâu mình đưa sản phẩm tới đó. Rồi. Thì được minh chứng trên tạp chí Hoa Liễu của nước Anh đàng hoàng, và đến nỗi mà bây giờ họ cho bệnh nhân uống omega 3 ở bên đó quý vị nha. Ok, thì bây giờ mình hãy bây giờ cái thứ ba đó là cái phương pháp mà thiên nhiên đó để khắc phục các cái hậu quả bệnh chàm đó quý vị, là mình đây là những phương pháp thiên nhiên mà mình làm cho giảm cái triệu chứng khi mà bị bệnh chàm quý vị ha. Thì cái thứ nhất á, tin mừng cho chúng mình á, là dầu dừa quý vị. Dầu dừa thì tại vì nó có tính chất kháng khuẩn kháng nấm và chống oxy hóa của nó, cho nên mình có thể thoa dầu dừa trực tiếp lên cái chỗ da mà bị chàm mỗi ngày để mà làm giảm đau nhức tức thời nhá. Và mình ăn vô nữa, mình tiêu thụ, mình ăn từ 2 cho đến 4 muỗng canh dầu dừa mỗi ngày cũng có thể làm giảm bớt các triệu chứng và tăng cường, tại vì nó làm tăng cường hệ thống miễn dịch của mình quý vị nha. Thì nói đúng ra chàm á, là tại vì miễn dịch yếu có vậy thôi. Thì mình tăng cường hệ thống miễn dịch của mình bằng những phương pháp sau đây, thì tí nữa mình sẽ đưa làm sao để tăng cường miễn dịch của mình ha. Thì chàm tự động nó giảm đi quý vị. Bây giờ mình nói tiếp tục về phương pháp của Dr. Joseph Mercola ở cái tài liệu của ổng mà mình đọc ha. Cái thứ hai đó là aloe vera, cái thứ nhất là dầu dừa, cái thứ hai nhá, aloe vera. Thì aloe vera nó cũng cung cấp tính chất kháng khuẩn và tái tạo và
cho da và chống oxy hóa, và cho đó nó thành một cái thành phần phổ biến, sản phẩm phổ biến trong cái việc chăm sóc da. Thì cũng là tin mừng cho chúng ta là Pharmanex New Skin có cái này. Enhancer nha quý vị, bôi enhancer trong này nó là aloe vera, có thể bôi lên cái chỗ bị chàm quý vị. Ok, enhancer skin conditioning gel. Ok, rồi cái đó là cái thứ hai rồi. Và aloe vera đó, aloe vera cái này rất là vui mừng khi mình đọc mình thấy là aloe vera thực sự được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã phê duyệt và tăng tốc độ chữa lành. Nói lại, aloe vera đã thực sự được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA phê duyệt và tăng tốc độ chữa lành vết bỏng trong năm 1959. Do đó, để điều trị các triệu chứng của eczema thì cái chiếc sức gel đó từ cái lá lô hội tươi đó, mình sức tươi trên da cũng được, còn nếu mình ở nhà mình không có lá lô hội tươi thì mình làm gì quý vị? Aloe vera enhancer skin conditioning, nó gọi là enhancer skin conditioning gel của New Skin nhá. Nếu mình không có lá lô hội tươi để sức lên. Rồi quý vị ha. Rồi, một thành phần khác nữa là nghệ. Loại dược thảo này chứa curcumin và có đặc tính diệt khuẩn và chống viêm và có thể giúp cho giảm ngứa và viêm. Và để sử dụng mình chỉ cần trộn bột nghệ đó, một thìa cà phê bột nghệ với sữa, rồi để tạo thành một cái chất nhão, rồi sau đó mình cứ bôi lên da một ngày hai lần thì nó cũng làm cho bớt viêm và bớt ngứa quý vị nhá. Rồi cái thứ ba đó mà trong này mình đọc á là lavender oil, essential oil, lavender oil quý vị nào. Thì đây là cái hiệu Epic, mình có một hộp lavender, mình có một hộp Epic oil ở trong nhà của mình, nhưng mà trong này cái lavender bị hết. Mình có các loại khác, nhưng mà các vị có thể thấy cái chai nó như thế này, nhưng mà cái mùi của nó lavender. Thì đây là Epic ha, của công ty New Skin. Nhìn ngược, xin lỗi các bạn nha. Thì lựa cái mùi lavender, thì đây là tác dụng của lavender. Lavender đó, oải hương phải không ạ, tiếng Việt. Thì nó có tính chất là nó làm giảm đau, tại vì nó kháng viêm, kháng khuẩn, và nó do đó nó chống sưng và chống viêm cho mình nha. Thì do đó nó cũng có, ngoài ra nó còn tác dụng là cái dầu lavender đó, dầu oải hương á, nó còn tác dụng là giữ ẩm cho làn da của mình, do đó nó hỗ trợ về cái bệnh này quý vị nhé. Rồi, về bên trong mình phải tăng lượng omega 3 của mình quý vị nhé. Thì da khô là một dấu hiệu phổ biến của sự thiếu hụt omega 3 và có thể gây ra các triệu chứng của eczema. Do đó, nếu da khô, mình nên ăn nhiều thực phẩm giàu omega 3. Và các lựa chọn tốt nhất cho mình đó là cá của người bị bệnh đó là cá hồi từ Alaska, ok, hoặc là cá mòi mà wild caught, tức là cá mòi mà bắt đó, chứ đừng có cá mòi nuôi quý vị ha. Thì đây là hai loại cá ông này ông đưa ra, tại vì nó giàu, ông Dr. Joseph Mercola đưa ra là tại vì nó giàu cái chất, nó có nhiều chất omega 3 và tốt cho mình ha. Và ok, thì nếu mà mình không có cách để mà có cái omega 3 từ hai loại cá này để ăn thì mình có thể dùng những cái viên hồi nãy mình nói với quý vị là omega 3, mình có thể dùng thực phẩm bổ sung omega 3. Thì chính mình bây giờ nói thẳng vô thực phẩm bổ sung nhá, là Lipac Nano trong quá khứ mình đã có minh chứng rồi quý vị, là một ông bác sĩ Mỹ, ông đã có bệnh nhân mà bị chàm eczema qua nhiều năm, người bệnh nhân của ông là người Mỹ. Và thuốc Tây hay là không trị được, nhưng mà khi gặp ông bác sĩ này thì ông là nhà phân phối của New Skin. Và ông đã cho cái người bệnh nhân này uống, vì trong vòng một thời gian ngắn thôi thì cái người bệnh nhân đã hết sẵn. Cái eczema trên người của người bệnh nhân này nó đầy hết trên bụng và đằng trước đó, nó biến mất luôn. Thì là nhờ cái omega 3 này nè quý vị. Thì là crude oil á, omega 3 cực kỳ mạnh cho mình ha. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng đó, cái bệnh chàm nó sẽ nặng hơn nếu mà mình bị cái hệ thống chống oxy hóa của mình bị thấp. Thành ra để mà xác định thì thường thường các quý vị mà đem những người bệnh chàm ra đo cái máy biophotonic scanner thì người nào cũng bị thấp hết á. Thành ra để mà cái hỗ trợ cái bệnh chàm và hỗ trợ ngăn chặn làm giảm đi những cái triệu chứng đau đớn hoặc là khô da của bệnh chàm, cách duy nhất vẫn là ngoại trừ omega 3 ra, mình phải mang cái chất ống oxy hóa lên. Thì đây là cái sản phẩm mà mang cái chất chống oxy hóa lên cùng một lúc. Và omega 3 là cái mà làm cho chống viêm, chống sưng cho bệnh chàm ha. Thì minh chứng mình đã thấy với Lipac Nano do một ông bác sĩ thấy trên mạng đàng hoàng. Như quý vị, và minh chứng thứ hai nữa đó là có một cái vị ở Việt Nam là cho bệnh nhân uống Lipac Nano. Và cũng sau một thời gian hình như là có một tháng hay là hơn thôi
thì cái người bệnh đó đã phát triển một cách rõ rệt, và cô đó có đăng hình ở trên Facebook. Mình không biết cái cô đó nhưng mình thấy hình quý vị. Thì tụi mình đã chính mình ít nhất có hai trường hợp đã có minh chứng là eczema được 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 chữa, được improve, tức là tốt hơn và giảm dần với cái lại thác nano. Mà omega 3 đó đồng thời cũng có trong eucalyptus quý vị. Thành ra nếu mà tài chánh eo hẹp đó, mình dùng cái này vẫn có thể khỏi. Nó chỉ đi lâu hơn thôi, còn nếu mà mình tài chánh mình có thể afford được, có thể sử dụng được cái này thì mình đi hai thứ này là cái chính quý vị. Tại trong hai cái này đều có marine omega 3 của con krill oil cực kỳ mạnh và nó hỗ trợ chính cho cái bệnh eczema của mình nhé. Rồi thì cái đó là cái mà thực phẩm duy nhất mà ăn bên trong là hai sản phẩm này là quý vị thấy ha. Rồi thì trong các hầu hết các trường hợp đó, các biện pháp tự nhiên thiên nhiên này đó là có hiệu quả trong cái việc ngăn ngừa cho mình nữa quý vị. Thành ra nếu mà mình dùng hai thực phẩm này thường xuyên đó, nó có tác dụng prevention, tức là ngăn ngừa cho mình không bị chàm quý vị ha. Và nếu mà mình đã bị rồi đó thì hai cái sản phẩm này nó sẽ kiểm soát các triệu chứng để nó chống bùng phát cho mình quý vị nha. Thì tuy nhiên có một số trường hợp nếu mình dùng mình bị nặng quá đó thì mình cái biến chứng nó hiện một cách rõ rệt và nó quá nặng đó, thì mình bắt buộc phải dùng thuốc tây mà thôi. Thì cái đó là trường hợp nghĩa là ngoài ra không có thể làm cái gì khác thì mình mới dùng thuốc tây. Còn đa số hay là chính mình đã chứng kiến một bên ngoài người Việt Nam mình đã chứng kiến được một trường hợp. Cái thứ hai là một bác sĩ Mỹ ở trên mạng là mình được chứng kiến rồi. Trong số bệnh nhân của mình chưa ai bị hết, nhưng mà mình cũng tư vấn rất là nhiều vị là sai lai của mình đã gọi vô và mình đưa cho họ hai sản phẩm lai phát nano với lại cái này. Thì có nhiều người chỉ đi có lai phát nano tại chánh không có, nhưng mà sau đó mình cũng được nghe gọi lại feedback là cái người đó đã hết bệnh quý vị nha. Thì đó là cái mà mình chia sẻ quý vị. Rồi thì bây giờ ở trẻ em đó mà bị bệnh chàm đó thì là 5 tuổi chẳng hạn ha, thì mình có cái chân gà mo quý vị ha, và cái marine omega có quý vị có thể mua được marine, tại vì mình có hỗ trợ trẻ con bị eczema rồi quý vị rất nhiều. Thì quý vị có thể mua cái lai phát phải cái marine omega 3 mà cái lọ đó ha, cái lọ mà New Skin bán riêng, và mình cho em bé uống từ 1 viên cho tới 4 viên mỗi ngày tùy theo cái tuổi, có thể 5 viên là 1 viên được quý vị, mà người lớn mình có thể uống 4 viên, thành ra tùy theo cái tuổi của em bé và quý vị tăng dần cái lượng lên ha. Nhiều khi quý vị có thể hỏi bác sĩ mà đang săn bác sĩ nhi á mà đang săn sóc em bé, họ cũng tán thành ngay tại chỗ và họ sẽ cho biết cái liều lượng để cho các em uống nha quý vị. Ok, thì cái bài nói chuyện của mình hôm nay tới đây là chấm dứt, và thân chào hơn 173 bạn hiện vẫn còn ngồi đây với mình, thì cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào Dr. Tú Trân và nhiều bạn khác. Vâng, xin chào và chúc một ngày vui và làm việc có kết quả và sức khỏe luôn luôn tốt. Xin cảm ơn các bạn. Thân chào một lần nữa ạ.